Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 33, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Bắc Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện một số ban đảng trung ương. Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bầu bổ sung Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đều thống nhất cao với tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bầu đồng chí Lê Duy Thành giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả đồng chí Lê Duy Thành đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu cao. Tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Duy Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan mong muốn đồng chí Lê Duy Thành trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, quyết tâm cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trước mắt là lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm, cán bộ hội viên cựu chiến binh các cấp đã tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ công tác phòng chống dịch hơn 1,5 tỷ đồng, 4,8 tấn gạo, hơn 20.000 chiếc khẩu trang cùng nhiều trang thiết bị phòng dịch. Cùng với đó, hội cựu chiến binh các cấp đã đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, hội cựu chiến binh các cấp tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động hội. Trọng tâm là xây dựng hội cơ sở và chi hội, phối hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai hiệu quả các cuộc vận động tri ân người có công, các đối tượng chính sách tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng minh chứng triển khai thực hiện đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Tại buổi tập huấn, các cán bộ quản lý giáo viên các trường học đã được cung cấp thông tin về những điểm mới, mục đích, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên so với chuẩn cũ, đồng thời được hướng dẫn nghiên cứu xây dựng hệ thống minh chứng xác thực mức đạt được của tiêu chí phù hợp với thực tiễn trong việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo chuẩn phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Trên cơ sở xây dựng hệ thống minh chứng, học viên được hướng dẫn kỹ năng tìm minh chứng xác thực đảm bảo đúng quy định và phù hợp với thực tiễn trong việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn. Qua đó, cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông có thể tự đánh giá năng lực, phẩm chất của bản thân, đặt ra mục tiêu phấn đấu và xây dựng thực hiện kế hoạch rèn luyện bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất cá nhân theo chuẩn mới. Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tư pháp các cấp trên địa bàn tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được báo cáo viên truyền đạt cập nhật các nội dung như tổng quan về hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch, đạo đức và trách nhiệm của công chức tư pháp hộ tịch trong đăng ký, quản lý hộ tịch, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch và xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, cấp giấy xác nhận kết hôn, đăng ký giám hộ, đăng ký nhận cha mẹ con, đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, đăng ký khai tử, đăng ký nuôi con nuôi trong nước. Ngoài ra, các học viên còn được giáo viên giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết công tác hộ tịch ở cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp lần thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 12 dự thảo nghị quyết, trong đó có nghị quyết về an sinh xã hội mang tính bền vững cho người dân, như đảm bảo vấn đề sức khỏe của người dân khi về già, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho nhân dân. Cử tri trên địa bàn huyện Tam Dương qua theo dõi kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, khi được biết những vấn đề an sinh xã hội được thông qua để ban hành những chính sách cụ thể nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống của nhân dân, người dân đã vô cùng phấn khởi. Đơn cử như chính sách về hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025 được đánh giá là chính sách hết sức thiết thực, phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của toàn thể nhân dân
về đảm bảo cuộc sống của người dân khi về già. Ngoài những chính sách hỗ trợ của nhà nước, tỉnh Vĩnh Phúc còn hỗ trợ thêm cho người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chắc chắn chính sách này sẽ là động lực khuyến khích người dân tham gia loại hình bảo hiểm này ngày càng nhiều hơn. Cái nội dung đóng bảo hiểm xã hội là đảm bảo là sau này là già là hưởng chế độ lương hưu, hai là được là chăm sóc sức khỏe thì được nhân dân là rất hưởng ứng và đồng tình ủng hộ, để mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trong điều kiện là người dân là thu nhập là còn hạn hẹp nhất định, thì do đó là nhà nước đã có chính sách này rồi. Thứ hai, đặc biệt hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra là hỗ trợ thêm để người dân nên là bớt cái phần khó khăn trong cái vấn đề mà đóng góp bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì là sẽ nhân dân sẽ tham gia là hưởng ứng nhiều hơn. Nhà nước có cái vận động bà con nhân dân là mua cái bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy là cũng là một cái mặt an sinh xã hội. Thế là thêm hơn nữa là tỉnh Vĩnh Phúc mình có cơ chế hỗ trợ bao nhiêu phần trăm để cho bà con này là được giảm cái chi phí để đóng góp vào, một là được nhiều người tham gia, sau đó là cái quyền lợi được bảo hiểm, được bảo vệ an sinh khi tuổi già, thì tôi thấy là rất là tốt. Chỉ có tỉnh mình Vĩnh Phúc ra là có cái chương trình hỗ trợ, cơ chế hỗ trợ, thế rồi tôi cũng biết các tỉnh khác là không có hỗ trợ như vậy. Bên cạnh đó, các nội dung liên quan đến nghị quyết 12 của tỉnh ủy về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là những vấn đề mà cử tri chờ đợi. Chính sách này được người dân kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế của Vĩnh Phúc hiện nay. Kỳ họp Hội đồng tỉnh kỳ này đã thông qua một số chính sách liên quan đến việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Chúng tôi thấy rất phấn khởi, bởi điều quan trọng nhất là việc phát triển kinh tế nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân là việc làm rất cần thiết, thể hiện tính nhân văn và trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc lãnh chỉ đạo điều hành, đặc biệt là việc thực hiện nghị quyết 12 của tỉnh về nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Khi thực hiện nghị quyết này, chúng tôi rất mong mỏi nó sẽ tạo ra sự đột phá trong cuộc sống xã hội của người dân. Và chúng tôi tin tưởng rằng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Với những quyết sách về vấn đề an sinh xã hội được thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần này, hứa hẹn sẽ làm thay đổi chất lượng cuộc sống của người dân, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều có cuộc sống ổn định khi về già, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Cử tri xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch đánh giá cao những chính sách của tỉnh đã ban hành và sau khi triển khai các chính sách này đã tác động tích cực đến đời sống của người dân và làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Có thể nói trong nhiệm kỳ vừa qua thì nhân dân cũng rất hài lòng về các cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh đến bà con nông dân, đặc biệt là cái lĩnh vực là phát triển kinh tế, đời sống văn hóa, rồi là đầu tư cho các công trình cơ sở hạ tầng cho bà con nhân dân. Thì kỳ vọng của bà con nhân dân trong tỉnh nói chung và địa phương Đồng Ích chúng tôi nói riêng thì cũng mong muốn là tỉnh có cơ chế chính sách quan tâm để nâng cao cái đời sống thu nhập của nhân dân. Một trong những nội dung được cử tri kỳ vọng là trong kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần này, đó là việc thông qua nghị quyết về cơ chế hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục thể thao ngoài trời cho khu thể thao các thôn, tổ dân phố và trung tâm văn hóa thể thao các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Bởi hầu hết các nhà văn hóa thôn, trung tâm văn hóa xã trên địa bàn tỉnh hiện nay chưa được lắp đặt dụng cụ luyện tập thể dục thể thao, trong khi nhu cầu tập luyện của người dân rất cao. Hiện tại kỳ họp thứ 17 này, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành những nghị quyết theo như tôi, đây là một cái chủ trương rất là kịp thời, cũng là phát huy cái phong trào toàn dân luyện tập thể dục thể thao và nâng cao sức khỏe cho người dân. Mà nghị quyết này mà đầu tư trang bị cho tất cả các nhà văn hóa thôn cũng nhà văn hóa của các xã trên toàn tỉnh thì tạo thành cái phong trào thể dục thể thao toàn dân để rèn luyện sức khỏe, như vậy là rất là đảm bảo sức khỏe cho người dân. Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh này thì ban hành những nghị quyết để mà hỗ trợ nâng cao phát triển đời sống nhân dân thì bản thân tôi cũng cảm thấy là rất là phấn khởi. Và Hội đồng quan tâm đến người dân để mà tăng cao thu nhập, hỗ trợ cho người dân về các cơ chế chính sách để phát triển kinh tế. Thì cũng kỳ vọng là cái nghị quyết này sớm
triển khai đến toàn thể nhân dân để mà cũng kỳ vọng coi như là nghị quyết đến toàn thể nhân dân được hưởng chính sách lợi của nhà nước và để mà sớm áp dụng hiệu quả và để mang lại kinh tế cao đối với người dân. Những nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp lần thứ 17 đã thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần. Bởi cái đích cuối cùng của sự phát triển chính là thu nhập và phúc lợi của người dân phải được nâng cao.